chào các bác nhé hôm nay em làm video đêm test cho các bác là cái dòng đèn pin đội đầu pha Đó có chiếu từ đến từ 100 đến 200 mét Đấy. dõi rất là xa nha các bác nhé để phục vụ cho các bác đi đêm hoặc là đi soi soi ếch soi nhái hoặc là các bác có thể là đi biển nặng này Đấy. Đấy, bên em có hai dòng một dòng thường và dòng chịu nước 1 dòng 1 dòng nặng hàng này là hàng hãng một số các cái dòng giá rẻ trên thị trường người ta điền 60 w đến 100 w nhưng mà các bác yên tâm là cái dòng pin đèn đội đầu thì không bao giờ có công suất lớn thế đấy. Nên người ta chỉ điền vớ phẩn, linh tinh thôi. Đấy các bác đừng có bị người ta lừa những vấn đề đấy. Thì bây giờ em sẽ test cho các bác nhé. Đây là em test cái cái, cái loại bé nhé. Đấy, cái loại bé trước cho các bác.